nè, như vậy sao cắt? Này là B40 mà. Trời. Em chào tất cả mọi người ngày mới nha. Chào mọi người đã đến với cái kênh của ông Rừng Bình Thuận nha cả nhà. Hôm nay em lại tiếp tục đi ăn ong nữa cả nhà ơi. Thì hôm nay em sẽ đi cái khu vực theo đằng sau lưng nhà của người ta cả nhà. Đi kiếm ong chứ ong bây giờ nó trong rừng nó không có ong cả nhà ơi. Quá nặng luôn. Rồi em cũng chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Gặp nhiều may mắn thành công trong công việc cho cả nhà. Còn bây giờ em sẽ lúc nãy ở đầu đường ấy cha. Em cũng có bắt một ổ để bây giờ em cho cả nhà xem nha. Em đang đứng ngoài đường ấy cả nhà, thì em thấy trong cái lùm này nè. Nó lên xuống rất là đông luôn cả nhà. Thì không biết là to hay nhỏ nữa. Để em vô em bắt ra cho quay thành quả cho cả nhà xem nha. Thấy lao nhiều lắm. Đã lôi nó ra này cả nhà. Cái ổ ong tầm bá luôn nè. Dày mà hỏi sao nó không lao ra lao vô nhiều cả nhà. Trời ơi mệt. Đã quá cả nhà ơi. Sáng sớm gặp một ổ như vậy nó tuyệt vời luôn. Quá đã. Ổ này là hơn một xị nha cả nhà, mệt trống này. Rất là eco luôn. Rồi bây giờ em bỏ nó vô và tiếp tục đi nha cả nhà. Giờ nó chảy tè lè hết rồi nè. Giờ em đi trong mấy cái đám keo này nè cả nhà. Thì không có gặp ổ ong nào hết á. Thì ra đây là đây nè, được có 4-5 cây đây thôi. Đó. Thì tự nhiên là ong nó nằm đây nè cả nhà. Chứ nó không có nằm trong cái lùm rậm mấy cái đám keo kia. Rồi ổ ong này cũng được lắm cả nhà. Để bây giờ em qua em cắt cho cả nhà xem nha. Ong Bình Thuận là nó phải như dây chứ đúng không cả nhà? Có đâu ong Bình Thuận mà chút ép hoài tập tươi chết. Ong phải như dây chứ đâu. Đúng không cả nhà? Không có ké cung gì hết á. Quá đẹp luôn. Treo lại cái tàn cho nó đã cả nhà. Ủa ông này quá bự luôn. Rồi, chắc cú rồi đó. Quá đẹp luôn cả nhà. Mật nè. Sáng em gặp cái ổ ngoài đường cái mọi người. Cái cục mật ở ngoài đường nè. Đó. Rồi đây một tổ nữa nè. Trời ơi, mật như dây đấy mà. Quá đã. Ok, eco phải không cả nhà? Như phải như vậy chứ đâu ông chút ép bắt thì muốn nản. Ké này ké nó nằm ở dưới chân sáp luôn nè cả nhà. Gạt cái là xong rồi. Rồi bây giờ bỏ nó vô rồi tiếp tục đi nha cả nhà. Kia có tổ cả mọi người. Chỗ này có cái gốc cây leo lên vừa không. Trời ơi mệt, ôi là mệt. Trời. Quá đẹp luôn. Thank you.
Quá đẹp cả nhà ơi, mật đẹp quá. Bắt như vậy rất là khoái bắt luôn nè. Ơi mật. Mật quá tuyệt vời luôn. Ông vừa thấp này vừa bắt dễ khỏe nhé. Rồi, 3 tổ nha cả nhà. Nói 3 tổ chứ sáng giờ em cũng gặp 6 7 tổ nhỏ 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 nhiều lắm, giờ mà gặp ông đây nó nù nù nè, bắt nó đã nè. Có mật nữa chứ. Rồi, bỏ vô tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Tuốt lúc trên cái ngọn cây kia cả mọi người, có một ổ ong à, đây nè. Mà cái cây nó nhỏ lắm cả nhà ơi. Ổ này thì em sẽ lên em cắt xuống rồi em quay thành quả cho cả nhà xem nha. Vì cao quá mà cái cây nó nhỏ quá cho nên em lên chỗ này em cắt xuống rồi quay thành quả cho cả nhà xem nha. Em đã cắt cái ổ ong này xuống rồi cả nhà này. Nó ở trên cây á, cho nên là gió nó đưa quá cho nên là mật nó ít quá cả nhà ơi. Rồi, 4 tổ nha cả nhà. 4 tổ. Rồi, bỏ vô tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Đứng chỗ đây có một tổ lên xuống chỗ này nè cả nhà. Không biết là lớn hay nhỏ mà em nghĩ là chắc là nhỏ rồi. Tại vì có lâu lâu có mấy con à. Càng vô lên có thử sao. Ông ở đâu ta? À đây là đây, đây. Cũng lớn cả nhà. Nhưng mà cục mật nó nhỏ lắm. Để em chăm thuốc rồi đó. Nhà coi nè, như vậy sao cách. Này là B40 mà. U là trời. Quá chán nản luôn cả nhà. Làm càng từ mãi ngoài kia vô đây nó nằm trong B40. Đầu thì em đứng ở đây em nhìn trên cái nóc cái keo này nè cả nhà, thấy nó lao lên lao xuống ở cái chỗ này nè. Hình như tổ này tới lâu rồi hoặc là mới về hay sao á cả nhà ơi, cho nên ong nó không có biết cái đường nào mà vô á, nó cứ lủi lên lủi xuống cái vòng cái khu vực này nè. Mà mấy cái bưng này là hay có ong mùa vẽ lắm cả nhà ơi. Em là em không sợ ông một vẻ bự, không có sợ ông một vẻ bự đâu. Sợ ba cái tổ nhỏ 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 cả nhà, nó không có bay ra bay vô gì á. Nó ra là nó rượt mình luôn à. Tại vì được có mấy con mình không có thấy đâu cả nhà. Đây rồi, giờ để em vô em coi thử nó phải ông không nha cả nhà. Không biết là phải không, lũi vô ông vẽ nó chích cho nữa nè. Ủa ông cả nhà ơi, ủa ông kìa, đó kìa. Nhưng mà từ từ đã nha cả nhà. Coi thử có con ong ngồi vẽ nào không. Oh.
của ông là bị kiến cắn cả nhà ơi. Kiến cắn rồi cả nhà này, kiến này, kiến đen rồi. Kiến cắn nó không có mật nhiều hết cả nhà ơi. Ong này cũng ong đang vô mật không à. Đây cả nhà, mật không thấy được cả nhà, có mật trống. Bỏ vô tiếp tục đi thôi cả nhà ơi. Cả rừng đồi cát như vậy mà cây rừng không là cây rừng mà sao không có một ổ ong nào để coi nó, có thử nó có mật hay không, hay là sao to hay nhỏ mà không thể nào mà kiếm ra được một tổ cả nè. Nó rộng vậy mà không có thấy ổ nào đó. Ông kỳ đó. Đi chơi du lịch gì mà 29 lâu rồi mà giờ chưa về xong mà thấy ổ nào trời. Đi từ khi mà cái gặp cái ổ cuối cùng nó đến giờ là đi gần 2 tiếng rồi mà không thấy ong cả nhà. Không thấy một con đi hút bông luôn đó. Ông ơi là ông. Nắng. Cỏ rồi gì nó lấp đẹp dày không ông. Toàn là thấy ong gì bay không. Em đi đi một hồi sau khi mà ngẩn người ngơ người luôn rồi, giờ em mới gặp được một ổ này cả nhà. Nó nằm trong kia kìa. Tổ này cũng mới về nhưng mà cũng khá lớn nha cả nhà, không biết là nó có mật hay không. Để em vô em hỏi thăm nó coi, nó có mật không nha cả nhà. Có mật không ta? Ồ, có mực cả nhà ơi. Có mực thì cắt thôi. Ồ. Mực cũng đẹp cả nhà nè. Tổ này mà để khoảng chừng một tuần nữa là quá eco luôn này cả nhà. Mấy con ong này nó còn đắm say luôn, không có biết nó đang vô mật đó cả nhà. Này cái có cái con này đang hút cái quay ra không thấy đâu nữa, nó bay luôn nè. Rồi bây giờ em bỏ nó vô rồi, tiếp tục đi dài ra xe cả nhà ơi, giờ cũng chiều rồi nè. Kia có tổ kìa mọi người.
Mọc rồi cả nhà. Mặt quá đẹp luôn cả nhà. Mặt mùa mưa mà nó như vậy là quá đẹp rồi phải không cả nhà? Rồi, bỏ vô rồi tiếp tục đi thôi cả nhà. Em cũng đã ra tới xe rồi cả nhà. Xe này giờ đi không nổi nữa cả nhà, đuối quá đuối luôn. Đi giữa cát á, quá đuối luôn cả nhà. Thành quả của em ngày hôm nay được nhiêu đây nè cả nhà. Thành quả của em ngày hôm nay được nhiêu đây cả nhà ơi. Ông thì cũng có mực rất là eco đó. Em mình xem video thấy thích vui thì cho em xin một lượt đăng ký kênh với một lượt chia sẻ với bật chuông để xem được những video mới nhất nha cả nhà. Em cũng xin chúc cả nhà xem video thật là vui vẻ hông quạo nha cả nhà. Còn bây giờ thì hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.